tôn tiên sinh tới. Công tôn tiên sinh tới. Công tôn tiên sinh tới. À, công tôn tiên sinh tới. Ê mày, bình thường tao thấy đội quân của người ta hùng hậu lắm mà. Ui vu. Chắc là không có tiền nên mới con khứa này vô nè. Sao mày biết tao không có tiền? Tôi nói ông công tôn tiên sinh gì đó chứ nói anh hả? Vô duyên vừa phải thôi. Là tao luôn á. Tao nói luôn á. Nhưng mà không có nem, phải tự mình giới thiệu bản thân. Đúng là hai con ma thấp bé. Đúng là đồ nghèo. Nói chuyện với loại thấp bé chỉ làm cho mình thấp bé. Nói chuyện với loại nghèo chỉ làm mình nghèo. Mày không điểm đó, còn ở với tao dài dài. Người ta có điểm người ta mới sợ. Tôi không điểm tôi còn gì đâu để mất mà sợ. Đúng là sợ nhất mấy thằng đường cùng. Ai cũng có điểm công đức của mình rồi, muốn đầu thai cái gì thì lên chọn đi. Ơi, tránh ra đi mấy cái thằng đường cùng. Không điểm mà lộn xộn. Ê, của tao đường đường quản lý một cái khu như vậy, riết là làm cho con tụi bay vậy? Tưởng vậy không á. Mà cho tôi thắc mắc cái nha, tại sao đầu thai làm con người có 7 điểm à, mà đầu thai làm con mèo tới tận 30 điểm vậy? Mày biết trên trần gian người ta gọi con mèo là gì không? Trần Đức Bon. Mèo 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 mèo. Mèo cái đầu mày. Trên trần gian người ta gọi con mèo là hoàng thượng. Nhưng mà tôi có 2 điểm mà. Không đủ điểm làm con chó nữa. Chó gì cũng tận 3 điểm. Mà làm con heo thì lại càng không được. Dành cả thanh xuân để giảm cân, bây giờ bắt làm heo sao mà làm. Rồi giờ túm lại mày muốn hỏi cái gì nè? Có cách nào tăng điểm để làm con chó không? Có nhiều cách. Thứ nhất là đọc kinh sám hối. Nếu đọc đủ số lượng sẽ được cộng điểm. Thích đọc kinh, đọc đủ 7749 cuốn kinh được cộng 1 điểm. Thích đọc kinh, phân tâm trong lúc đọc kinh trừ 1 điểm. Ủa, có cách nào khác không anh? Hoặc là mày có bao nhiêu điểm công đức thì chọn đại một kiếp, lên trển hoàn thành tốt kiếp đó, xong xuống đây được cộng điểm, lúc đó mày sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Vậy là nếu mà mình không hoàn thành tốt cái kiếp đó là mình không được cộng điểm hả? Rồi mày không làm ai cộng điểm cho mày? Nhưng mà sao biết là cái kiếp đó tốt hay không? Tự khắc mày sẽ biết. Tự khắc là sao? Lỡ mấy người ăn gian điểm tôi sao? Ở đây chúng tụi tao không bàn danh lợi, rất công bằng. Thôi đi, cái lúc mà người ta làm tốt xong rồi kêu người ta làm không tốt xong rồi không cộng điểm sao ai mà biết được. Sao mày nói nhiều quá. Kiếp trước chắc mày nhiều chuyện lắm, bây giờ mày xuống đây mày mới còn 2 điểm nè. Kiếp trước em không có nhiều chuyện nha, em là sếp lớn đó. Sếp gì? Em xin tự giới thiệu với anh, em là sếp lớn của một công ty thực phẩm chức năng. Anh có muốn đầu tư vô công ty của em không? Chỉ cần anh đưa cho em 1 triệu, em có thể kiếm cho anh được 1 tỷ, 5 tỷ, thậm chí là 10 tỷ chỉ trong vòng 1 tháng. Chỉ cần là anh tin vào bản thân của mình. Úp mặt vô tường. Có tiền ông đưa nó đầu tư tháng kiếm tỷ kìa. 5 tỷ. Mày biết sao tụi nó chê mày không? Tụi nó chưa giọng vô mặt mày là may vậy đó.